Hôm nay thì em Hoàng sẽ cùng mọi người đi sâu hơn về cái khả năng tái tạo âm thanh của cái Pretube T8 ở trong cái video clip trước em Hoàng có quay cho mọi người giới thiệu về nó rồi. Nếu ai mà có quan tâm đến cái sản phẩm này ấy, thì mọi người có thể là xem lại cái video clip trước của em để chúng ta biết rõ hơn về cái sản phẩm này nhé. Còn hôm nay thì ta sẽ tiến hành hướng dẫn sử dụng mọi người này, cách căn chỉnh làm sao cho nó hay, cho nó hợp lý, và cuối cùng là ta sẽ hướng dẫn phối ghép với cái sản phẩm này. Qua đó là ta sẽ test cái trả lượng, cái khả năng tái tạo âm thanh của cái sản phẩm Suka Tube T8 này. Thì em sẽ giới thiệu qua cho những ai chưa biết hoặc là chưa xem ở cái video trước, thì đây là một chiếc pre đèn chuyên dụng, và đây là một chiếc pre đèn tích hợp lọc xì, hay chúng ta có thể gọi nó là lọc xì đèn, bởi vì là nó có thể căn chỉnh được cái giải tần từ 50Hz cho đến là 16kHz đấy. Thì với cái căn chỉnh này thì mọi người có thể là khai thác nó với nhiều nhu cầu khác nhau, ví dụ nghe nhạc đấy, thay thế một cái lọc xì để căn chỉnh, hoặc là thay thế một cái nâng tiếng để hát karaoke đều được cho mọi người. Đấy là rè đèn Suka Tube T8. Và trước khi mà muốn xem qua được cái khả năng tái tạo âm thanh của cái con rè đèn Tube T8 này, thì em Hoàng sẽ cho mọi người trải nghiệm cái khả năng tái tạo âm thanh của một chiếc đầu giải mã trước. Thì tại sao lại phải cho mọi người trải nghiệm cái khả năng xử lý của đầu giải mã? Bởi vì là thường những cái rè này này sẽ hay được để sau đầu CD, hoặc là để phía sau giải mã, hoặc để phía sau vang cơ hoặc vang số nếu chúng ta hát karaoke. Đấy, nên là bây giờ em sẽ cho mọi người nghe cái khả năng tái tạo âm thanh của một chiếc đầu giải mã trước. Sau đó em sẽ kết nối với cái lọc xì đèn này, cái lọc xì đèn Tube T8 này, để cho chúng ta xem là liệu khi chúng ta thêm cái thiết bị này vào bộ dàn thì cái âm thanh nó thay đổi như thế nào, và nó thay đổi có nhiều hay không. Đó, sau đó là em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng. Bây giờ thì em sẽ test qua chiếc đầu giải mã trước nhé. Em Hoàng sẽ sử dụng chiếc đầu giải mã hay nhất ở phân khúc tầm trung là SMSL DO 100. Và đây là một dòng giải mã đang là toàn diện nhất, và có giá là trên 5 triệu một chút, 5.400.000 đồng tại Bảo Tín Audio, 5.450 tại Bảo Tín Audio. Đấy, thì bây giờ em sẽ test cho mọi người một đoạn chất âm của cái con DAC này trước nhé. Ta sẽ trải nghiệm khả năng tái tạo của cái chiếc đầu giải mã này trước nha mọi người. Đó, bây giờ thì em Hoàng đã kết nối sản phẩm đầu giải mã SMSL DO 100 với chiếc lọc xì đèn Suka Audio Tube T8 rồi nhé mọi người. Bây giờ em Hoàng sẽ bật luôn cái bài hát lúc nãy. Đó, sẽ bật luôn bài hát lúc nãy, và sẽ cùng mọi người trải nghiệm cái khả năng tái tạo khi chúng ta thêm cái lọc xì đèn này vào, để xem là cái màu sắc âm thanh sẽ thay đổi như thế nào, và thay đổi có nhiều hay không nhé mọi người. Giờ em sẽ bật lại bài hát lúc nãy này. Thank you.
Đó, và vừa rồi là em Hoàng đã cùng mọi người xem cái khả năng tái tạo của một cái sản phẩm lọc xì đèn hay là rề đèn Suka Tubi T8 này nhá mọi người. Đấy thì mọi người thấy rằng là sự kết nối khi mà thêm cái lọc xì đèn này vào thì âm thanh sẽ mềm mại hơn này. Đấy, tiếng sẽ mềm mại hơn rất là nhiều, ngọt ngào hơn. Đặc biệt là ta có thể can thiệp cái giải tần làm cho âm thanh khác đi rất là nhiều trong cái bộ dàn của mình. Đấy, nếu mà ai có thích cái màu sắc âm thanh như vậy thì mọi người có thể tham khảo thêm. Còn cái cách kết nối thì rất là đơn giản, mọi người thấy không? Ở phía trước cái rề đèn này sẽ có một cái cần gạt. Đấy, sẽ có một cái cần gạt như thế này. Thì cần gạt bên dưới chúng ta sẽ có 3 nấc gạt. Nấc thứ nhất là cho tắt thiết bị. Đấy, khi chúng ta không nghe nữa thì ta gạt xuống. Cái nấc thứ hai là CH1, tức là kênh 1. Kênh 1 tức là kênh cho đầu tín hiệu đầu vào Canon. Đây này, ví dụ nhé. Ở đây có đầu vào và đầu ra. Bên phải mọi người là đầu ra, còn bên trái mọi người là đầu vào. Thế cần gạt này sẽ chịu trách nhiệm cho đầu vào thôi nhá. Còn đầu ra thì nó sẽ ra đồng thời cả hai cổng rồi, mọi người muốn ra cổng nào cũng được. Còn đầu vào thì ở đây sẽ có input là Canon là CH1, input AV là CH2. Thì bây giờ em đang dùng cái cấu hình là CH1 thì em đang để cần gạt ở CH1. Còn nếu như mà mọi người về mọi người không có đắc có cổng Canon hoặc là âm đi không có cổng Canon thì mọi người để là CH2. Thì CH2 thì ta sẽ cắm dây như thế nào? CH2 thì ta sẽ kết nối dây từ DAC sang cái rề bằng đường AV. Thì đây, ta sẽ kết nối vào cổng input CH1 à CH2. Đó, input CH2. Đó. Như vậy là ta đã có cái kết nối chuẩn rồi. Còn đồng thời thì đường ra ở trên cái rề thì mọi người có thể là ra ở AV này. Hoặc nếu không thì ta ra bằng đường Canon xuống bộ dàn đều được. Đấy là cái nhu cầu sử dụng của mọi người. Còn cách chỉnh thì chúng ta chỉnh như thế nào cho nó hiệu quả? Đây em sẽ ví dụ cách chỉnh cho mọi người nhé. Đó, với một cái lọc xì đèn này thì thường mọi người nghe lọc xì như thế nào thì mọi người chỉnh cái lọc xì đèn này như vậy. Thường mọi người hay chỉnh cho em là, ví dụ cái lọc xì khi mọi người nghe nhạc nhé, mọi người hay chỉnh bass lên cho em đúng không? Bass mọi người hay chỉnh cao lên này, ví dụ như thế này. Đó, còn cái các cái giải mọi người chỉnh theo cái lần lượt cái thứ tự. Ví dụ cái này xuống khoảng độ cho em là 3 giờ chẳng hạn thì cái này sẽ khoảng 2 giờ, cái này là 1 giờ. Đấy, cái này thì giữ nguyên, trung âm thì ta giữ nguyên. Đấy, ta giữ nguyên một chút. Còn cái chép này cũng vậy. Đấy, ta sẽ chỉnh theo cái tần số. Giống như cái hình lọc xì ta hay chỉnh hình chữ V thì cái này ta cũng chỉnh theo chữ V cho em. Đấy, làm sao chúng ta cảm thấy vừa nghe là được. Cái này thật ra nó chỉ là một cái gợi ý thôi. Còn mọi người về mọi người nghe như thế nào, cảm nhận như thế nào thì mọi người chỉnh như thế cho nó phù hợp với cái khẩu vị của mọi người. Mọi người chỉnh bao giờ mà cảm thấy là nó hợp tai rồi thì chúng ta cứ chỉnh thôi. Đấy, rất là dễ dàng. Và bây giờ thì em sẽ căn chỉnh, sau đó là vì cái bộ dàn của em bát nó đã nhiều rồi nên là em cũng không cần thiết phải đẩy nhiều bát lên quá, nó sẽ bị ù. Thì em để bát vừa phải thôi. Đấy, em để bát vừa phải thôi. Đấy, trung âm thì em sẽ giảm đi một chút. Trung âm thì em sẽ giảm đi một chút nhé. Đó. Sau đó chép thì em sẽ đẩy cao lên theo đúng cái cách mọi người hay chỉnh lọc xì. Thì bây giờ em sẽ test lại cho mọi người nghe một đoạn chất âm nữa. Khi chúng ta chỉnh và chúng ta nghe các cái bản nhạc cà phê, phòng trà, bolero ở trên YouTube xem có hay không nhé.
Đấy, sau khi mà chúng ta căn chỉnh theo cái cách mà em gợi ý cho mọi người ấy, thì chúng ta sẽ có một cái tiết tấu nhạc kiểu kiểu như thế này. Đó cũng là một cách mà mọi người thường hay nghe nhạc với lọc xì. Thì mọi người hoàn toàn có thể thao tác, chỉ có cái là anh này có thêm cái bóng đèn nên là tiếng sẽ mềm mại hơn các cái lọc xì bán dẫn thông thường một chút. Đấy, và nó có cái dạng âm thanh ống thì nghe cảm giác nó hơi leng keng một chút nữa, cũng rất là hay. Thì mọi người hoàn toàn có thể trải nghiệm thử với cái sản phẩm Suka Tube T8 của nhóm mọi người. Đấy, thì với cái mức giá 2.550.000 đồng tại cửa hàng Bảo Tín thì mọi người sẽ được cam kết là hàng mới chính hãng 100%, bảo hành sản phẩm 12 tháng và mọi người sẽ được tặng kèm nhạc chất lượng cao nếu mọi người đang có DAC và có nhu cầu sử dụng. Đấy, mọi người hoàn toàn có thể ghép em này, ghép cái sản phẩm Tube T8 này ở phía sau đầu giải mã. Đấy là một cái combo chuẩn chỉnh nhất và chúng ta sẽ có cái trải nghiệm nhạc tốt nhất với cái nhu cầu của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian để theo dõi video clip này của em. Nếu có băn khoăn thắc mắc gì thì mọi người có thể liên hệ cho em Hoàng qua số điện thoại hotline của Bảo Tín Audio là 0826 110011, em có để trên góc màn hình, hoặc truy cập trực tiếp vào website của em là bảotinaudio.vn để xem chi tiết hơn về cái sản phẩm này nhé mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Xin cảm ơn.